Sáng nay qua kiểm tra hành chính quản lý cư trú tại các khu trọ trên địa bàn, Công an phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình đã tiến hành bắt giữ một nhóm thanh niên thuê nhà trọ để sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 8 giờ, trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu trọ thuộc số nhà 36 ngõ 139 đường Lương Văn Tụy, phường Phúc Thành, lực lượng công an đã phát hiện một nhóm thanh niên gồm Vũ Ngọc Lâm sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại phố Phúc Lộc, phường Ninh Phong, Nguyễn Thị Út Tiền sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Thị Mẫn Nghi sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương và Đoàn Thị Trúc Ly sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang có hành vi sử dụng ma túy trái phép và yêu cầu về công an phường để xử lý. Qua xét nghiệm ban đầu đã có hai đối tượng là Lâm và Tiền dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng ma túy. Hiện công an phường đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.